Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ về sinh hoạt phí trung bình một tháng mà sinh viên học đại học, cụ thể là học đại học tại Sài Gòn, phải chi phí một tháng. Tại hôm nay tóc mình hơi xịt ấy, nên là các bạn cho phép mình đội mũ nha. Mình sẽ ghi lại cái chi phí hàng tháng của mình vô cuốn sổ nha. Đầu tiên đó là những chi phí cần thiết. Là chúng ta sẽ một tháng đó là tiền trọ bình quân cho một người ở Sài Gòn mà mình ở ngay quận trung tâm đó là quận 4 thì tính cả điện nước nữa thì sẽ tầm tiền trọ là tầm 1,5 triệu. Một triệu rưỡi. Xong tiền trọ rồi đó là sẽ tới tiền ăn đúng không? Tiền ăn thì bình quân một ngày bù qua sức lại đi thì mỗi ngày, tại vì mình nếu như các bạn ăn mà mình ở nhà nấu đồ ăn á thì một ngày mình chỉ ăn tầm 40-50 ngàn. Nhưng mà vì mình chủ yếu là ra ngoài ăn á, mình hay đi lung tung á, nên là mình cứ tính mình quân đi một ngày sẽ là 60 ngàn. 60 ngàn nhân với 30 ngày là bằng 1,8 triệu rồi. Tiền ăn của đâu rồi? Có một khoản nữa mà mình bắt buộc phải chi, đó là tiền ăn cộng tiền khám sức khỏe đồ từ lư đó của con mèo. Để mình kiếm lại cho các bạn xem. Gái của mình nó đi chơi rồi các bạn, mình không bế nó được. Là hàng tháng mình tính bình quân là một tháng nó sẽ ăn tầm 200 ngàn tiền đồ ăn. Đồ ăn mèo 200. Cộng với những chi phí ví dụ phát sinh ra, ví dụ như khám bệnh này hoặc là hư xe rồi chẳng hạn, thì mình sẽ cho ví dụ như mỗi tháng 200. Một khoản tiền nữa mà chúng ta không được quên đó là tiền mình đi học á, nên là tiền gửi xe nha. Tiền gửi xe 4 ngàn nhân với 30 ngày, không, 20 mấy ngày thôi, mình cho là 100 ngàn đi cho chẳng. Rồi tiền xăng xe này. Xăng xe một tháng sẽ tốn khoảng 2-3 ngày thì mình sẽ đổ một lần. Một lần như vậy mình sẽ đổ 30 ngàn, nên là 300 ngàn. Đó là những khoản bắt buộc nha. Là để sống sót tại Sài Gòn á, mà mình chỉ nói về cái khoản mình chi nha, mình không có tính có khoản thu á, thì một tháng chúng ta sẽ cần 1,5 cộng 1 tháng là 33 này, 3,3 triệu, 3,5 triệu, 3,7 triệu, 3,8 triệu, 3,8 triệu với 300 triệu là 4,1 triệu. 4,1 triệu để chúng ta có thể sống 30 ngày thoải mái. Không thoải mái lắm, tại vì một ngày 60 ngàn. Đó là mình chưa kể tới những cái mức như là tập bạn bè này, quần áo này, sách vở này, những nhu cầu bản thân này. Thì hơi nhiều đúng không? Tiếp theo là mình sẽ liệt kê ra những khoản mà chúng ta có thể chi hoặc không chi, nhưng mà nó là những khoản mà mình phải để dành. Những khoản mà hàng tháng, không phải là tháng nào mình cũng sẽ chi những cái mảng này, nhưng mà chúng ta phải để dành khoản tiền cho những cái mảng này, tại vì mình nghĩ đó là những mảng quan trọng. Ví dụ quần áo này. Bây giờ chúng ta sẽ theo cái tiêu chí là tốt hơn tốt sau, đúng không? Mình sẽ mua một lần một món đồ nó hơi mắc tiền một chút, nhưng mà mình có thể xài được lâu này. Đó, thì ví dụ như một cái quần jean bây giờ mà xài được á thì cũng phải 400-500. Một cái áo thì cũng phải tầm trên dưới 300 ngàn, nên là mình sẽ tính một tháng bình quân ra đi thì sẽ tầm 100 ngàn tiền quần áo. À mình quên, cái khoản mà bắt buộc phải chi á là nó phải có cả tiền điện thoại trong đó nghe. Tiền điện thoại 100 ngàn nữa. 100 ngàn là tổng cộng một tháng mình sẽ tốn 1,2 triệu cho bắt buộc, cho những cái nhu cầu bắt buộc của bản thân nha. Tại vì điện thoại của mình 100 ngàn mình không biết là nhiều hết, là do mình xài mạng mobi á, mình đăng ký xài 3G để có thể xài mọi lúc mọi nơi nè, rồi xài cái gói đó thì sẽ có 50 phút gọi ngoại mạng cộng thêm gọi nội mạng miễn phí nữa, nên là mình quyết định xài mobi. Ngoài quần áo ra thì mình cũng hay mua sách, tính bình quân ra thì cho là mỗi tháng là 50 ngàn tiền sách đi. Tại vì bình quân là 1-2 tháng, một tháng là mình sẽ mua một cuốn sách. Mình không biết là mình có đọc hết hay không, nhưng mà cứ bình quân là một tháng một cuốn sách. Nên là vì cái kiểu sách của mình nó cao như thế này nè. Đó, nó không có ở đây đâu, khi nào có thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem. 100 ngàn một tháng nha, cộng với tiền chăm sóc bản thân, skin care này, mỹ phẩm nữa này. Đấy, hơi tốn. Mình được cái là mình ít xài đồ chăm sóc da, đồ dưỡng da, tại vì da mình nó nhạy cảm, với lại thực chất ra là mình rất là lười, mà những cái đó, những cái quá trình mà dưỡng da đó, nếu như mà lười á thì quá trình dưỡng da nếu như mà lười á thì nó sẽ không mang lại kết quả tốt, mà nhiều khi nó còn phản tác dụng nữa, nên là mình rất là chú trọng cái bước làm sạch. Mình chỉ sử dụng kem chống nắng cộng với sữa rửa mặt cộng với nước tẩy trang. Đây là em mình đang chơi với con mèo, kệ nó đi.
Kem chống nắng cộng sữa rửa mặt cộng nước tẩy trang. Bình quân một tháng mình cho là 100 ngàn nữa đi. Dầu gội đầu, các thể loại xà bông. Cái đó được gọi là hàng nhu yếu phẩm. Một tháng 100 ngàn nữa đi. Cộng với tiền hội họp bạn bè này. Một năm ví dụ như mình có khoảng 8-9 người bạn gì đó thì chia đều ra, cái cho là một tháng là sẽ có một cái sinh nhật đúng không? Cộng thêm sinh nhật người thân này, rồi những cái khoản phát sinh này kia, hội họp, mình cũng không biết được đó. 150 một tháng là sẽ có tháng này bù cho tháng kia, người này bù cho người kia. Rồi gì nữa ta? Tạm thời là có chừng đó chi phí, mà mình cũng không nhớ rõ là những chi phí phát sinh khác. Ví dụ như chính bản thân mình này, bản thân mình đi xem phim một mình đi ăn uống một mình, tiền trà sữa hàng ngày, lo đi học thì bạn bè kia bảo hôm nay mình có đi ăn hôm, hôm nay mình uống trà sữa hôm, hôm nay có khuyến mãi nè đó, thì mình tính tiền lung tung đó cho 100 ngàn nữa. Tổng cộng những cái món mà bên cạnh những khoản bắt buộc phải có để duy trì sự sống thì chúng ta sẽ cần tốn thêm, không phải chúng ta mà là mình sẽ tốn thêm 100, 200, 300, 400, 500, 650 nữa để có thể có một cuộc sống mà cân bằng giữa cho bản thân, cho gia đình và cho bạn bè xung quanh nữa đúng không? Mình cuộc sống của mình là phải có bạn bè, ai mà không có bạn sao mà sống được. Nhất là khi mà mình ở dưới tỉnh lên Sài Gòn học á, nó rất là cô đơn, mà nếu có một mình thì mình không biết làm sao để vượt qua những ngày tháng đó. Cộng thêm chúng ta phải có bạn bè chứ. Vậy thì qua những cái gì mà mình gây á thì mình hết tầm 4.850.000 một tháng, thì tính ra sẽ là 5 triệu một tháng. Đó là chưa kể những khoản phí phát sinh ra, ví dụ như mình muốn đi học thêm này, mình sẽ dùng cho những cái khoản đi lại, có những cái tháng mà công việc bắt buộc mình phải đi lại nhiều hơn, đi từ quận Tây qua quận 10 đi qua đi lại rất là nhiều, và có những cái bữa ăn hoặc là những cái hoàn cảnh mà mình bắt buộc phải chi quá hơn cái số tiền ăn một ngày. Cộng thêm nữa đó là những cái phòng trọ mà các bạn không có chỗ để xe thì các bạn phải tính cả tiền gửi xe ở trong đó, nhưng mà 1.500.000 thì cũng có thể sống dư dả một người. Đó, cứ cho là 5 triệu một tháng đi. Mình không biết mình chơi như vậy là có nhiều hay không nữa. Cái này chỉ là mới cơ bản thôi nghe. Tại vì thôi mình còn phải phát sinh tiền cắt tóc này. Mỗi lần một lần mà sinh nhật hoặc là đám cưới người thân á thì chúng ta lại phải mua cái đầm mới đúng không? Mình được cái con gái tụi mình có một cái tật đó là cứ đây một cái tiệc là phải một cái đầm. Cái hình mà up trên Facebook là không được hai bộ đồ trùng nhau. Mình nói mọi người thôi chứ mình có một bộ đồ mình up biết. Đó nên là lại tốn thêm một khoản nữa. Chưa kể tới tiền học phí, tiền mua vật dụng bước đầu mới xuống á, chúng ta phải mua mềm chiếu gối này rất là nhiều, khoản rất là nhiều. Rồi học phí này, rồi các thể loại học ngoài đó, nên là quá nhiều. Về vấn đề tiền gửi xe và xăng xe thì mình có một cái gợi ý tốt hơn cho các bạn, đó là mình không đi xe buýt, tại vì những cái nơi mà mình tới á, nó lại không có chung tuyến đường mà xe buýt đi qua. Nếu như mà xe thả mình ở đó thì mình phải đi bộ rất là xa để tới những cái nơi mình tới. Nhưng mà nếu như các bạn đi học á, thì đa số ở dưới Sài Gòn sẽ có những cái tuyến xe để thả các bạn ngay tại trường. Hoặc là những cái tuyến đường chính thì đều có xe buýt đi qua. Mà nếu như các bạn có thẻ sinh viên á, thẻ học sinh sinh viên thì các bạn sẽ được giảm giá tiền. Hồi trước mình đi là 2.000 nhưng mà bây giờ hình như là 4.000 hay 5.000 gì đó, mình cũng không chắc lắm. Tiền gửi xe trung bình theo một số các bạn mà trong trường xong rồi mình so ra thì tiền gửi xe của trường mình là 4.000 một xe máy một ngày, xe đạp điện với lại xe đạp thì sẽ rẻ hơn. Những trường khác á, có những trường như bạn mình thì 6.000, nên là mình tính ra là bình quân là 5.000 một ngày. Ngày các bạn xa nhà thì các bạn có thể sáng tới học, xong rồi trưa ở lại trường, chiều học tiếp. Còn nếu nhà các bạn gần thì các bạn có thể về, nhưng mà các bạn sẽ phải trả tiền gửi xe 2 ngày. Thực sự là do mình tiêu xài quá nhiều á, tiền quần áo của mình nè, rồi cộng thêm những cái đợt giảm giá. Một con người rất dễ bị cám dỗ bởi vì giảm giá, nên là mình rất hay mua đồ. Đây, cái mẫu này là mình cũng mua trong đợt giảm giá này. Cộng thêm sách. Chắc chắn là mình khuyến khích các bạn nên đọc sách. Một tháng chúng ta nên dành thời gian đọc sách, hàng ngày chúng ta nên dành thời gian đọc sách. Nhưng không nhất định phải là sách giấy, mà các bạn có thể đọc sách mạng này, tải ebook ở trên mạng về này, hoặc là những cuốn sách mà bạn mình có thì mình mượn, xong rồi mình trao đổi qua lại với nhau thì nó cũng sẽ đỡ tiền hơn. Còn riêng cá nhân mình thì mình thích của anh ấy xài nên là mình hay mua, nên là nó cũng sẽ tốn một cái khoản khá nữa. Cộng thêm một điều lưu ý nữa, đó là nếu như các bạn không nuôi thú cưng thì các bạn sẽ không tốn tiền cho cái em đó. Nhưng mà nếu như các bạn không nuôi thú cưng, các bạn lại nuôi một em người yêu cưng, thì nó sẽ tốn hơn nữa. Rất tốn. Đây, vậy là video của mình đã hết rồi. Mình nghĩ đây sẽ là một video ngắn gọn nhất mà mình đã từng quay. Mình rất mong là những thông tin mình nói ở trên á, nó sẽ
giúp ích cho các bạn một phần nào đó, để các bạn bớt bỡ ngỡ trong những ngày đầu chúng ta đi xa nhà, xa gia đình, xa bố mẹ nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Nhớ like và subscribe để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa nhé. Và mình có thể chia sẻ những vấn đề ở trường đại học hoặc là những cái thắc mắc của các bạn trong những ngày đầu tiên đi học xa nhà. Chỉ cần các bạn comment thôi thì mình sẽ trả lời. Mình mong là các bạn đã có những phút giây thư giãn vô ưu nhưng không vô nghĩa. Hàng tháng 200-300 nghìn của chui rồi nó. Ôi trời ơi. Nó nó không có vô tri vô giác như những bộ phim hay thức ăn ngoài kia ăn xong là hết đúng không? Đây một thú vui giải trí. Một đứa nhỏ để tâm sự. Bye bye.